Hai anh em trong lúc chờ đợi để đóng mít ra Hà Nội thì đi qua nhà bà cô này thấy có cái vườn xo đũa. Thì ở Hà Nội mọi người cũng ít biết cái bông xo đũa này. Còn một số người Sài Gòn thì người biết người không, nhưng mà phần lớn mọi người cũng có khi quên cái cây xo đũa nó như nào. Anh em bọn tôi tạt vào xin lấy mớ chó cắn lên. Thì bây giờ tôi sẽ hái cái bông xo đũa và quay cái ghi lại cái cây xo đũa để mọi người biết nha. Còn đây là cái bông của nó này. Cái con xo đũa thì làm nhiều món này, nhúng lẩu rồi chỉ nấu canh chua. Thì bây giờ tôi sẽ hái rồi thì quay lại cái cây để mọi người biết đây là bông xo đũa. Đây này, bây giờ trời nó cũng vừa mưa xong nên là cái nó cũng không nhìn rõ lắm, nhưng mà cây xo đũa nó cao này, cao tầm khoảng 2 mét này. Đây là cái hoa nó nằm ở đây này, như cái hoa này này, đây này. Đấy, cái bông của nó hơi ngược sáng một tí. Đây tôi sẽ quay tận nơi. Cây xo đũa thì mọi người người ta ở đây miền Tây người ta trồng. Đấy. Trồng này như là rau ăn ấy, nó cao lắm, tầm khoảng nó 2 phải được 2 3 mét kia nhỉ. Này phải 3 mét. 3 mét nhỉ. 3 4 mét thì đấy. Thì cái gốc cây này chắc phải trồng được mấy năm này. Đây này. Gốc cây xo đũa đấy. Đây. Cái tán nó đây này, đấy. Tán cao. Anh em làm mớ thì để tối về xem có món gì nấu. Đấy, cái bông xo đũa nói chung là ăn được cả hoa nở rồi. Cái bông xo đũa nó nở ra như này, nó có hai cái nhụy với lại một cái cánh lớn. Thường trong cái xo đũa này có con sâu này. Này này. Đấy, bông xo đũa đấy. Nói chung là nhiều bạn cũng không biết cái bông xo đũa này đâu. Thì tôi đi miền Tây nhiều nhưng mà ăn thì nhiều nhưng mà cũng chưa biết cái cây này như nào. Hôm nay mới có dịp gặp được cái vườn nó nhiều nhiều cây này thì quay lại để mọi người biết. Đây là cái bông xo đũa mà thường thì những cái quán lẩu hoặc là những cái nhà hàng mà ăn đồ cá mấy cái đồ nhúng lẩu là hay có. Hái thêm nó đi cho được rổ. Này, cái chỗ này nó nhiều này. Này, hái thì hái cả nụ lẫn bông nở rồi. Đấy. Nói chung là mùa miền Tây vào mùa này rúc vào vườn thì cứ gọi là tha hồ muỗi. Đây, dưới này nó nhiều muỗi lắm. Đốt mần hết người luôn. Đấy, cây xo đũa, đây là hoa nó này. Cây của nó lá của nó. Đấy, lá của cây xo đũa đấy. Đây, cái phía kia là cả một cái ruộng. Ruộng người ta trồng xo đũa. Nhiều phết đấy.
Đây nó bông sau đũa, đây là bông này nở rồi đấy. Nở nhưng mà mưa nó cụp vào ấy. Thôi được rồi, được từng này rồi. Đi về làm tí nấu chua ăn thưởng thức thôi. Đây này còn nó 15 phút. Anh em giúp cô vườn nhiều muỗi quá không hái được. Đây hái được chừng này thôi. Tí nó về làm món kho lạt hay là món lẩu gì đấy, mấy món nhúng liên quan đến cái xo đũa này. Quay lại các bác các bạn biết thôi. Đây là cái bông xo đũa. Vì mình đi nhiều không biết xo đũa cây nó như thế nào thì bây giờ mới biết cây xo đũa ấy. Nó lá nó gần giống lá me mà cái thân nó cũng thân gỗ. Rồi, anh em đi về thôi.